Ok, hello anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại. Cũng khá là lâu rồi nhỉ? Khá là lâu rồi anh em ạ. Chắc cũng 2 tuần rồi. Chắc cũng 2 tuần rồi, sorry anh em nhé. Đợt này tôi bận quá. Bận quá nên là bây giờ mới có cơ hội để vào chơi lại anh em ạ. Kia là căn nhà của chúng ta đấy anh em. Vẫn là căn nhà hồi xưa. Hồi xưa đâu, mới có 2 tuần thôi. Đó. Thấy đẹp không? Ok. Chắc tôi dọn tí đồ. Vì sao tôi lại cầm cục đá ở đây trông quê này. Hôm nay chúng ta sẽ đi phiêu lưu trong địa ngục anh em nhé. Đi thôi anh em. Nhưng mà đầu tiên là tôi cần phải suy nghĩ xem là chúng ta sẽ cần phải mang cái gì đó anh em ạ. Nhạc rất là tuyệt vời, nhạc nghe rất là cuốn anh em ạ. Đầu tiên là chắc chắn là mình phải cần cái cuốc ở đây, phải cần có 2 cái cuốc cực kỳ quan trọng, bởi vì là biết đâu trong đó có đồ hiếm đúng không anh em? Đồ hiếm phải mang cuốc. Thứ hai là phải mang đồ ăn, bởi vì là mình cần có cái 2 bêu này. Cái 2 bêu này để mình làm cái craft à, đâu đâu, để mình làm cái bánh mì ấy các bạn. Đúng rồi, nhắc mới nhớ phải cần cái, phải cần cái bàn chế tạo nữa, cái craft table nữa. Đây rồi, có luôn gỗ rồi, làm luôn cái bàn chế tạo. Hình như bị ốm anh em ạ. Sorry anh em. Trả lại gỗ. Tôi nghĩ là mình cần phải có đuốc không đó anh em ạ, vì nó cũng nguy hiểm. Tôi nghĩ mình cần phải có đuốc nên là tôi sẽ mang cái block of than này đi. Tôi mang cái block than này đi, chứ nó có thể cần cần đấy. Giáp của mình thì sao ta? Giáp của mình vẫn còn khá khỏe. Ô này. Đó, tôi có khiên rồi, đúng rồi, cái buổi trước là tôi có khiên rồi, nó quá xịn. Nấm này, nấm này ngon không? Thôi, không ngon lắm đâu anh em. Vào địa ngục chắc chả cần mang nước đâu nhỉ. Tôi cứ mang cái dự phòng. Tôi thấy cái bột này chả có cái tác dụng gì để ở đấy đi anh em. Mà bật lửa, chắc phải mang đấy nhỉ. Còn gì nữa không ta? Táo vàng, tôi mang quả này đi, chốc nữa có gì gặp nguy hiểm thì mình còn lấy táo ra mà ăn anh em ạ. Cẩn thận. Thế là mình ăn cái nút nào nhỉ? Mình ăn là mình ấn chuột phải để ăn. À đúng rồi, là mình ấn chuột phải để mình ăn đúng rồi. Cần có, tôi nghĩ là mình cần phải mang gỗ. Tôi nghĩ là mình cần phải mang gỗ anh em ạ, mang gỗ để mình còn làm được cái gậy, để mình còn làm được đuốc chứ đúng không? Rất là cần đuốc. Còn gì nữa không ta? Tôi nghĩ vậy đủ ở đây anh em nhỉ? Đủ rồi. Đi thôi anh em. Ở trên đời quá chán này. Xuống địa ngục chơi đúng không? Sợ gì? Mình là dân chơi mà. Không phải sợ anh em ạ. Chả hiểu đi mà cầm vàng theo làm quá. Không cần phải cầm vàng. À đúng rồi, cầm theo cái vàng này anh em ạ. À, chốc nữa mình, trước cả tôi đã có tìm hiểu rồi. Tôi nghỉ làm video lâu lâu, thỉnh thoảng thì cũng có vào tìm hiểu chứ. Không tìm hiểu thiếu trách nhiệm quá nhỉ. Thì đó là trong địa ngục ấy, nó có bọn dân làng. Nếu mà chúng ta mà vứt vàng cho bọn nó thì bọn nó sẽ vứt lại một đồ ngẫu nhiên cho mình. Và đồ đó nó có thể là một đồ gì đó rất là tuyệt vời đấy anh em. Đó, cứ mang cái cho chắc. Đó. Và rất là may đó là, bởi vì là chúng ta có cái giày vàng này này. Thế nên là bọn dân làng đó nó mới không đánh chúng ta. Có vẻ là bọn đấy chúng nó rất là, kiểu là chúng nó rất là tôn trọng những người có vàng á.
Tôi nghĩ chắc là vàng đối với bọn nó là một cái gì đó rất là bá đạo, nên là anh dân làng nào đấy. Ủa anh ơi, vô duyên như kiểu, quá vô duyên luôn anh em ạ. Mở cửa nhẹ nhàng, tôi còn không nghe tiếng nó mở cửa luôn, vào nằm luôn mới ghê chứ. À đúng rồi, tôi sẽ tạo hết cái đống này thành những cái cục block vàng cầm cho dễ đúng không? Đó. Cộng những cục này nữa, ôi có 9 cục ngon quá. Chúc tôi vào, tôi vứt cho bọn dân làng. Chắc là tôi mang thêm tí bạc. Biết đâu vào đấy mình nguy hiểm anh em ạ, phải mang thêm tí bạc tránh anh dân này. Láo thật. Thương anh dân. Đáng nằm mà lại bị thức dậy nhỉ. Tôi nghĩ đủ rồi đấy nhỉ, chắc là chả cần mang cái cuốc kim cương đâu anh ạ, mang đi sợ chẳng may bị làm sao ấy, bị ngã bị rơi gì. Thôi đi thôi, tôi đã chờ 2 tuần chỉ để được vào đây phiêu lưu rồi đấy anh em. Đi thôi anh em ơi. Ôi, suýt tí nữa tôi nhảy xuống dưới kia chứ. Ôi, sao mà tôi phải xây ngay cái chỗ này lại cho nó an toàn các bạn, nó quá nguy hiểm, quá nguy hiểm, quá nguy hiểm. Sao tôi nghe có con thì nó kêu ghê đấy. Hơi tối nhỉ, tôi có chỉnh cái độ sáng lên đâu, chắc là không rồi, để xem thử xem. Thôi chắc chắc không chỉnh nữa đâu, bởi 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 vì hôm trước là nó chỉnh lên mắt rồi. À, đây chính là cái rừng cây màu đỏ anh em ạ. Ở trong ngoài theo tôi biết là có 2 loại rừng, một là rừng đỏ đây này, cái này là rừng đỏ đó, cực kỳ là ghê luôn. Hai là một loại rừng màu xanh anh em ạ, rừng xanh. Nhưng mà rừng xanh không không phải là rừng xanh lá cây nhé, mà là rừng xanh dương ấy, rừng xanh dương mi ghê nhá. Rừng xanh dương. Bây giờ thì đi đường nào khám phá ta? Cái đảo bên kia trông có vẻ nguy hiểm, để tôi thử tìm cách tôi đi qua cái, tôi tìm tìm hướng có đi. Sợ nhờ, tôi đi cái này mà chẳng may tôi ngã vào lava sợ nhờ. Ô, để trèo lên này không sao. Ủa, ô, hello bạn, đây là một trong những thằng, ơ cái gì ấy, cái gì ấy, đây là một thằng dân làng trong cái làng mà thích vàng đấy anh em, là bọn này cực kỳ thích vàng luôn, gặp vàng là cứ như là gặp gì luôn. Vui quá, lâu lắm rồi mày, tôi mày chơi lại đây anh em, có quá vui. Đào đào đấy. Đây là những cái mỏ vàng. Nói chung là tôi có thấy vàng thì tôi phải đào trước, tôi không có nói nhiều. Vàng, vàng ngoài cũng hiếm đúng không? Thì giá vàng cũng tăng. Nói chứ tôi chả biết giá vàng có tăng không em ạ. Đào này thì là cái gì đấy? Cái này là cái gì tôi quên mất rồi. Nether quartz. Chả biết làm gì. Thế nhưng mà đào nó có ra được XP đấy, nên cứ đào thôi nhỉ. Thích phết, tôi lên level nhanh phết. Ôi, thích nhỉ. Xuống sao. Ôi, đau đấy. Ôi, tôi ngã trên này xuống mà mất tận 2 trái tim hả? Cái gì đấy? Cái gì đấy? Tôi nghe có thằng nào nó kêu. Sao tôi nghe có thằng nào kêu anh các bạn? Cái gì ấy? Tôi đoán là mấy thằng dân làng đấy anh em. Chắc chắn là đấy là mấy thằng dân làng kêu rồi. Sao giờ có lợn này nó lại có thêm cái tai này. Đi ra trông hái này.
Có chỗ nào để mình đi không ta? Chỗ nào để mình đi khám phá không ta? Đào tí. Nguy hiểm nhờ. Tôi bảo anh em rồi, địa ngục đấy yên bình lắm. Nói chung là mình vào đây là mình cũng sống y như là ngoài đời mà, đúng không? Y như ngoài đời thôi, cũng chẳng có gì khó khăn đâu. Nên là anh em đừng có lo, sau này anh em có chẳng may mà bị làm sao mà anh có phải vào địa ngục thì cũng không sao đâu. Yên bình à, đúng không? Theo như tôi được biết là trong địa ngục nó có một cái gọi là pháo đài em ạ. Pháo đài. Tôi rất là nóng lòng muốn tìm thấy cái pháo đài ấy đây. Tôi đang muốn lòi con mắt ra để nhìn cái pháo đài ấy đây. Wow, rộng chơi kìa. Ở trong địa ngục cái kết cấu của nó kiểu kiểu cái gì ấy anh em ạ. Anh em có thể nhìn thấy nó có cái mái che, nó không như ở ngoài đời thế nào. Rộng ghê. Ủa, khá là nhiều cái anh dân. Trong này có hai loại dân anh em ạ. Một là mấy thằng dân này, một là mấy thằng dân trông nó hơi bẩn bẩn. Nhưng mà thì mấy thằng dân này thì mình không thể vứt vàng cho nó đâu anh ạ. Mình phải đợi cái thằng dân thứ hai ấy, mình phải thì nó có hai loại dân thì là phải là cái loại dân thứ hai ấy. Nó là cái loại dân mà nó mặc đồ trông hơi xịn xịn đấy, nên là bọn nó thì mới có thể ấy được. Than. Sao ít than ta? Từ từ, tôi phải làm ấy đã. Làm gậy. Ok. Xong bây giờ mới làm được cái này. Đấy. Tôi chơi pro lắm anh em. Đấy, ghê không? Đó. Đi thôi. Ô. Thế quái nào? Cái này là cái pháo đài đây anh em. Sao mà tôi lại may mắn thế này? Tuyệt quá. Tuyệt quá anh em ơi. Đó, pháo đài nó trông như là một cái nơi nó rất là đáng sợ. Nó bằng một cái loại, tôi không biết cái này có vẻ là một loại đá. Một loại đá nó rất là đen. Khá đen. Đào vào luôn. Tôi thích cái tiếng đào phết nhỉ. Nghe khá là cứng. Nó đúng là gạch mà. Tôi đào mãi mà chả thấy cái gì này. Ủa cái gì đấy? Ủa? Đâu rồi? Bây giờ thì lên sao? Ồ đây rồi. Đây rồi. Đây anh em ơi, đây đây đây. Một pháo đài đáng sợ. Tôi mở được cái ấy, một pháo đài đáng sợ kìa. Tôi mở được cái achievement kìa. Chứ mà game nó cứ làm vậy nó dọa mình thôi. Chứ mà tôi trong địa ngục này nó ấy mà, yên bình mà, đúng không? Nó còn không có nhạc cái hù mình luôn. Anh công nhận không? Pháo đài của tôi đây anh em. Tôi là vua mà. Cái này là pháo đài của ngài nhá. Của ngài cát. Tôi đấy anh em. Cái gì đấy? Có ai đây không? Ủa? Cái gì đấy? Cái đấy là tiếng của ai đấy? Ôi.
Cái này là cái gì anh? Tôi không biết cái này là cái gì. Thế còn cái cục mà nâu nâu này là gì? Xóa ra. Có vẻ là mình đứng trên cục nâu thì mình sẽ bị chậm anh em ạ. Vì sao mà tôi thấy cái chỗ này nó nguy hiểm, tôi đào cái chỗ này đi thì chốc nữa mình chạy thì cho nó còn nhanh nhanh anh em ạ. Sợ lắm chứ cũng chả biết trong này nó có cái gì anh em ạ. Tôi cứ hay đùa anh em chứ dù sao đây nó cũng địa ngục mà, nó cũng phải cẩn thận cẩn thận. Cái rương cái gì ấy, sao tôi nghe có tiếng con nào ấy, sợ thế sợ thế. Ôi nó cái tiếng cái đấy. Đấy là tiếng của ai đấy? Ui. Ui từ từ đấy anh em ạ. Sao mà chưa gì tôi thấy sợ rồi này. Từ từ. Bây giờ chúng ta sẽ đi về phía bên trái cho anh em ạ. Bây giờ mình gặp con nào thì mình chạy luôn nhá. Tôi không có nói nhiều đâu. Ôi may quá. Đây là đường cụt đấy các bạn. Ôi. May quá. Sợ quá. Ô bạc. Ngon quá. Sợ quá. Ủa sao mà cái nhạc nó nổi lên nó ghê đấy. Cái gì đấy? Ủa da vàng. Vàng. Sợ quá. Phải bình tĩnh hiệu, phải bình tĩnh. Bình tĩnh và thật bình tĩnh. Sao mà cái nhạc gì nó nổi lên mà nó có con gì nó bay bay ở kia ghê kìa. May quá có rơm. Cầu mong là có đồ xịn đi. Cái là cái gì? Đấy là giáp ngựa anh em ạ. Giáp ngựa nhưng mà là giáp bằng kim cương luôn. Ui. Tôi thủ sẵn quả táo vàng rồi anh em ạ. Tôi mới có chuyện gì. Vừa nãy hình như tôi nhìn thấy con gì ở đây đúng không? Cái này là con gì? Cái này là con gì? Ở đâu? Từ từ. Có vẻ là nó bị kẹt rồi anh các bạn. Có vẻ là nó bị kẹt ở đấy rồi. Để chỗ nào? Ô, sao mà chỗ kia thì nó có cái rơm nhỉ? Hay không kìa? Tôi phải xử con này đã anh em ạ. Nó quá là đáng sợ rồi, chết rồi. Sao con gì mà nó ghê đấy, sao mà con gì mà nó phế vật vậy. Tôi giết nó rồi mà nó chả rơi được cái gì. Sao cái nhạc gì mà nghe rùng rợn thế.
tôi đào qua kia, tôi chôm cái rương cái mới được. Ở trong này nó có trùm không anh em? Thì ở trong này nó là pháo đài, thế nó phải có đứa nào mà sở hữu cái pháo đài chứ đúng không? Ở trong này có trùm không? Nhạc gì mà nghe tôi tìm được kim cương của anh em ạ. À, cái chỗ này nãy thì mình đi rồi này, phải bình tĩnh, bình tĩnh. Thật bình tĩnh rồi, thật bình tĩnh. Tôi cảm thấy bị stress anh em ạ. Sao mà con gì nó cứ thỏ thỏ ghê đấy. Sao con gì đấy. Tôi phải cầm ngay cái thanh kiếm này anh em ạ. Quá là nguy hiểm. Có ai không? Ủa, cái gì đấy? Sợ quá. Cái gì đấy? Thôi. Chả hiểu vì sao trong này nó cứ có mấy cái âm thanh ghê ghê ra. Sợ cái cục lava ở giữa đây nguy hiểm này, chặn 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 vào anh em ạ, nó đỡ nguy hiểm. Ui sao mà trông cứ như là sắp lên bàn bàn mổ vậy kìa. À, anh em nhìn cái cánh cửa kia như kiểu là dẫn tới chỗ để xử chẳng nào đó ấy. Thôi tôi núp vào đây cho lành. Có ai không, có ai không? Không anh em, không anh em. Mày có chuyện gì là phải rút kiếm nó ngay anh em ạ, tôi không thể chần chừ nó. Không có gì đến đấy mà. Bọn đó là cái ui cái đó là con gì đấy anh em, nó có phải là con vàng vàng kia không? Tôi nút tôi đợi nó ra rồi tôi chém nó anh em ạ. Nó quá láo, chẳng lẽ làm tao không, tao tao không có sợ mày đâu. Đây đây đây, tao vào đây tao núp, tao vào đây tao núp. Tao thủ sẵn táo này nhá. Ui có đến 3 4 con luôn, tôi không biết, hình như là nó vừa phun lửa đúng không? Sợ quá. Thế nhưng mà nó phun cái đẻ gà, nó phun xịt tôi, nó phun xịt từ nãy giờ luôn. Phun cái đẻ gà, có vẻ địa ngục vẫn yên bình anh em ạ. Ủa, ủa, ủa,
sao mà nó đông thế? Trái có vẻ ít. Sợ gì lên luôn. Ủa trời, núp anh em ạ. Đau quá. Đau quá. Thế như là tôi biết cách chơi rồi, thì chúng ta phải dụ nó đã. Đó. Ôi. Chúng ta phải dụ nó phun lửa đã. Thì hình như là chúng ta phải mất đi vài giây để nó nạp ấy. Vì sao mà nó đánh chuẩn tôi thế? Quá đau anh em ơi. Quá đau. Tôi không muốn chơi với các bọn này nữa. Thế nên là các bọn quái chắc chắn là nó phải cho ra một cái gì đó anh em ạ. Chắc chắn rồi. Sao mà chả rơi ra cái gì vậy? Rơi ra con mũi ấy rồi à? XP rồi à? Nào, bắn đi mấy bạn. Bắn đi. Sao gà thế. Ôi. Tôi bị đai rồi anh em ơi. Đồ của tôi rơi trong địa ngục cũng không. Tôi vào tôi lấy lại đây. Không phải để cái tình trạng cái này được anh em ạ. Vừa ấy tôi đi hướng nào ta? Tôi bị đai rồi. Hình như nãy tôi đi hướng này. Đúng không ta? Hình như nãy tôi đi cái hướng này. Ôi. Thôi. 7 vị trên người tôi không có vàng, thế nên là bọn nó đuổi tôi đấy anh em. Trên người tôi không có vàng nên là tôi bị chúng có đuổi đấy. Tôi phải về tôi mặc cái bộ đồ đồ da vàng này đó vào đấy. Chết mất rồi, mạng rồi. Cái game này thì nó có tính số mạng không anh em, kiểu là trời trời, tôi có không có cái đồ gì vàng để mặc vào. Nghèo quá nhở. Thôi mặc tạm cái giáp, tạm cái giày, cầm thêm mấy kiếm, chắc phải cầm thêm một chút đồ ăn anh em ạ. Chút đồ ăn à, cầm tí thịt zombie đi ăn. Rồi đi thôi anh em, lên đường luôn, sợ gì đúng không, mình đứng nam nhi cơ mà. Tôi mạnh dạn đoán là vừa nãy tôi chạy hướng này. Đừng bắn em anh ấy. Em cũng chỉ là dân làng chỗ này giống như các anh thôi. Mà nãy thì chúng ta chạy hướng nào ta? Tôi không nhớ. Nhưng mà tôi nhớ là nãy thì mình chạy hướng nào thì mình nhìn thấy cái mặt đằng sau nó của cái cổng của mình á. Chỉ nhớ vậy thôi anh em. À kìa. Đó, đây rồi. Đây rồi. Cái tòa lâu đài chết tiệt đây rồi. Trả đồ lại cho tao. À đúng rồi, đây chứ. Tôi đã quá bực. Tôi đi luôn. Tôi đã quá khó chịu với cái bọn phun lửa rồi anh em ạ. Đi hướng nào nhỉ? Để, tầm này thì sợ quái bố con thằng nào đúng không anh em? Báo thù. Mà nãy mình đi được nằm cũng không nhớ rồi. À đây. Bọn mất dạy phải đền mạng cho tao. Cái gì cơ? Đây này, đây này anh em ơi. Đồ của tôi này.
Đồ của tôi này. Ui đào 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 cái này đi anh em ơi. Đào này đi anh em ơi. Đồ 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 đồ. Quá nguy hiểm. Thế nào mà chúng nó chết hết rồi. Nào mà chúng nó chết hết rồi anh em ạ. Ồ, thế quá. Full đồ rồi, không đặt được nữa anh em ạ, full đồ rồi. Ra này, ra này. Vứt mấy đồ không quan trọng ra. Cái này không quan trọng này. Cái sâu xe này tôi nghĩ chẳng quan trọng đâu. Cát cùng chắc là không quan trọng đâu nhỉ. Giáp này, mặc cái này vào. Cái giày vàng đúng rồi. Cái giày vàng quan trọng. Giày vàng, ơ thế cái quần tôi ra đây, đây đây, quần 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 đây rồi. Đó. Gỗ là quan trọng nha anh em. Đó. Gỗ là rất là quan trọng này. Thế nào mà chú có chết hết rồi, thế mà tôi cứ tưởng là tôi phải có một trận long tranh hổ đấu với bọn nó cơ. Mà chúng có chết hết rồi may mắn nhỉ. Hơi nhiều đồ. Để tôi vứt vậy tí đồ ra. Vứt cái này qua này. Giáp ngựa. Mà mình có giáp ngựa kim cương thì cần đi giáp ngựa bạc đúng không? Vứt luôn. Da vàng à? Thôi chả cần đâu nhỉ. Thôi cứ giữ đi đã. Gỗ phải giữ. Gỗ làm thành ấy đi. Gỗ thằng làm thành gậy cho đốn đỡ tốn diện tích. Cái này vứt đi. Có bánh mì rồi, thịt zombie chắc chả cần đâu nhỉ. Thôi cứ thế đã, đi tiếp thôi. Đấy, ngon ngay, tôi lại có đủ đồ rồi. Game này thế này thì cũng công bằng nhỉ, thì cũng không khó lắm. Người chết thì mình cứ nhặt đồ thì mình cũng chả thiệt cái gì nhỉ. Tối à? Địa ngục là cái để thử chỉnh cái option xem video setting xem brightness tôi chỉnh full chưa. Đấy, cái brightness là nó chỉnh full rồi đấy anh em. Tối à? Wow. Nó có vài tầng luôn à? Wow. Ok. Xịn phết, đẹp phết. Còn chỗ tầm mình chưa đi ta. Trong cái này nó có cái gì quan trọng không anh em? Kiểu là nó phải có cái gì quan trọng chứ đúng không? Tôi phải đi qua bên này à, sợ. Tôi phải đi qua bên này à. Hơi sợ đấy. Nó không sao. Cái gì đấy? Bọn này cứ dọa nhau rồi nhỉ. Kêu kêu cái gì? Mấy ông thích người ta, mấy ông phải từ từ kêu kêu nghe như nhà quê. Thật. Kêu kêu gặp người ta kêu. Nói chung là bọn này thì không sợ rồi, bởi vì là bọn này chúng nó sẽ không đánh mình nếu nếu mình mà không đánh bọn nó anh em ạ. Đó. Theo như tôi tìm hiểu là như vậy. Chung là thứ là tôi có 200 gió anh em, chứ địa ngục cũng hiểm chứ, phải tìm hiểu kỹ chứ. À, lại là cái bọn mất dạy này, tôi bực quá rồi. Tôi bực quá rồi. Tôi không có mặc đồ với ba vần nữa, tôi mặc hết đồ full và tôi xử vào nó mới được. Tôi có kế hoạch một tí rồi. Tôi sẽ dùng cái này tôi chặn để tôi xử vào nó. Ôi ghê quá nhỉ. Anh em thấy ai thông minh bằng tôi không? Ôi từ tôi sợ con zombie nào thế hay là con quái gì nó đánh tôi lắm, chặn cả đằng sau. Chết này. Ôi bắn như là súng 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 có nòng luôn. Đúng rồi, xuống đây nào mấy bạn, xuống đây cho anh farm nào mấy bạn. Bắn đi mấy bạn.
Mấy bạn mà xuống đây là mấy bạn thiệt rồi. Ồ, cái gậy gì mà vàng kia anh em. Tôi biết ngay là bọn này chúng nó phải có một cái tác dụng gì mà. Nhặt nhặt cái gậy đi. Đau quá. Tôi đào một cái lỗ chạy vào tôi nhặt cái gậy đó. Ok. Into fire. Into fire là để làm này ra. Nhặt đi. Rồi. Đau quá, đau quá. Đau quá. Ơ, sao đau quá ta? Ôi thôi 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 thôi, trời ơi. Tôi lại chết rồi anh em ơi, đau quá. Nó lại xử tôi rồi. Nó lại xử tôi rồi anh em ơi. Hết tôi ăn. Thế nhưng mà không sao. Cái chỗ đó gần anh em ạ. Bây giờ tôi vào tôi chạy thẳng luôn. Chạy chạy qua đấy tôi giặt đồ. Thì cái chỗ đó gần nên là chạy cũng nhanh nhỉ. Bọn này chúng nó không biết thương hoa tiếc ngọc là cái gì. Tôi cũng là con người mà vì sao chúng lại đánh tôi như là đánh chó vậy. Bọn nó dậy. Tôi phải dạy lại bọn nó anh em ạ. Tôi không có đồ ăn mà chưa thì tôi đã bị mất đi đi một trái tim rồi chứ. Tôi mất đi một cái đùi gà luôn rồi kìa. Nhưng mà không sao, nó nhanh mà đúng không? Đó, chơi chơi chúng ta đã vào đây rồi. Đường đi là hình như là mình đi qua đây này. Đó. Chết nhiều quá rồi còn nhớ cả đường đi luôn rồi. Xong đi đâu ta? Đây này. Ôi, tôi gọi là quá là thần cái này luôn, dù là ngoài đời tôi rất là... Cái gì đấy? Thằng nào đấy? Thầy ơi mình ơi. Thầy ơi mình ơi. Anh là ai không có biết anh. Trên người tôi đang không có một cái gì chấn như nhộng. Mà lại có bị đuổi. Làm ơn mấy anh chơi gì chơi hèn đi. Sao lại có cả con này ở đây nữa. Tôi liều mình, tôi liều mình, tôi chạy thẳng qua kia đây anh em ơi. Thầy ơi mấy anh ơi. Em làm gì mấy anh đâu. Từ từ. Ủa, sao nó cứ đứng kia nó nhìn tôi vậy. Mày qua nó đi rồi. Mày qua nó đi rồi. Cái chỗ vừa nãy mà tôi ở đấy là chỗ nào? Ui, thôi. Thôi người thay em, em biết lỗi rồi, em biết lỗi rồi. Đi đi anh, đi đi anh cho em có ra ngoài. Đồ ăn em sắp cạn rồi. Đi đi anh, đừng có đứng đấy nữa. Thôi đừng có vào đây. Sợ quá anh em ơi. Tôi sợ quá anh em ạ. Bây giờ sao anh em? Up game nhá. Up game nhá. Chúng ta quay trở lại thế giới ngoài đời thôi anh em ạ. Quá đáng sợ. Địa ngục có vẻ là không phải là một nơi để nhờn rồi anh em ạ. Tôi đã học được một bài học rồi. Nó đi chưa? Đi chưa? Đi chưa? Đâu rồi?
Đâu rồi? Nó đi rồi, đi rồi, đi rồi. Nó vẫn đứng kia kìa. Nó vẫn đứng kia kìa anh em ạ. Nó chưa chịu đi. Đi đi bạn ơi. Bạn. Thật chứ tôi chơi game phiêu lưu Minecraft này mà tôi còn thấy nó còn sợ hơn cả chơi game ma. Đừng có quay về phía này bạn này. Đừng có đi về phía này nhé. Đừng có đi về phía này nhá. Đã thấy cái nhạc nó lại còn nổi lên nữa chứ. Chà. Game rất là biết cách để mà dọa người chơi anh em ạ. Rất là biết cách để làm cho tâm lý người chơi là nặng chịu. Nhưng mà tôi cứng lắm, tôi không có bị ấy đâu. Bây giờ chúng ta phải đứng đợi cho cái thằng kia đi anh em ạ. Đi đi bạn ơi. Tôi với bạn cũng đâu có mắc nợ gì nhau đâu, đúng không? Tôi với bạn đều là dân chơi nhỉ. Hình như lao đi rồi. Tôi chạy thẳng qua qua bên kia làm sao? Tôi chạy thẳng qua bên kia làm sao? Ui. Vừa nãy chúng ta đi đường nào? Ui, thôi 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 thôi. Sao mà nó đứng, nó cầm cái kiếm trong ghê thế? Thôi. Tôi đau tim mất anh em ạ, thật tôi đau tim mất luôn đấy. Sao vừa nãy chúng ta đi đường nào mà tôi cũng không nhớ ta? Vừa nãy chúng ta đi đường nào ta? À, đúng rồi, vừa vừa nãy chúng ta đâu có quanh vào cái đường này nữa. Chúng ta đi thẳng qua cái chỗ mà nó trông như cái lò mổ rồi mà. Đúng không? Chúng ta đâu có đứng ở đây, đúng rồi, tôi quên cái đường rồi. Đấy quá, tôi đần quá. Thằng kia đâu? Đi chưa? Tôi vẫn thấy cái thanh kiếm của nó cầm ghê kìa. Quá là sát máu, quá là khát máu luôn, nó cứ đứng nó canh tôi à. Bây giờ cách nào không ta? Thế này thì ấy quá, này chết quá. Ồ, đi rồi anh em ơi, chạy chạy anh. Chạy anh. Chạy anh. Kia rồi. Sao sao tôi không thấy đồ của tôi đâu hết rồi anh em? Sao đồ của tôi ở đây nó đâu hết rồi? Đây đúng là một cơn ác mộng anh em ơi. Tệ quá anh em ạ, tệ quá. Tệ quá. Chúng ta phải về thôi anh em ạ. Tệ quá, sao tình hình nó tệ quá. Tình hình. Ui. Thôi không sao đâu. Tạm biệt trần gian. Anh dân ơi, em mất hết đồ rồi anh dân ơi. Tránh ra nghe.
Địa ngục có vẻ không phải là một nơi chúng ta nhòm anh em ạ. Tôi quá là sai lầm khi mà tôi dám nhòm. Thà tội lỗi. Để tất cả những gì mà chúng ta còn lại, một ngôi nhà và một cái làng cực kỳ nhiều dân, và một anh golem. Chào anh sẽ không bao giờ biết được sự đáng sợ của địa ngục đâu. Anh cũng chỉ là một con golem thôi, khá cao to, nhưng anh sẽ không bao giờ biết được sự đáng sợ của địa ngục đâu. Nên là anh đừng có mà cười em nhá. Đừng có đánh em anh ơi. Em đánh yêu thôi. Đâu rồi? Nó đâu rồi? Có vẻ là nó không đánh mình anh em ạ. Thì đấy, tôi biết mà, nó đuổi theo mình gọi là đuổi bắt thôi, nó cũng tính đánh yêu lại tôi mà. Đó. Đâu rồi ta? Nó đâu rồi, phải cẩn thận anh em ạ. Chứ mà à đó, hiền mà đúng không? Chào anh. Cái gì đấy? Tôi đủ được anh golem đi luôn, khỏe chưa này? Anh gà lắm. Thôi anh em ạ, buổi hôm nay tới đây thôi anh em ạ. Tôi đã mất tất cả rồi. Tôi đã mất tất cả những gì mà tôi mang theo để đi chu du. Địa ngục quả là một nơi đáng sợ. Tôi nghĩ là tôi cần phải tìm hiểu nhiều hơn nữa anh em ạ. Quá đau thương. Thôi, chào anh em nhé. Chúc anh em một ngày tốt lành nhé anh em. Nếu mà anh em thấy anh em thấy yêu quý tôi thì có thể subscribe cho tôi và like và share tôi nhé. Xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi tôi. Chào anh em nhé. Vào cái nhà cho ấm cúng rồi thì ập. Ok, bye bye anh em. Hẹn gặp lại anh em.